nhã phương trường giang vừa rủ nhau đi ăn bún riêu nam em đã lập tức phản ứng mới đây trên trang cá nhân của mình nam em bất ngờ chia sẻ một đoạn video ngắn ghi lại cảnh cô đàn hát với tâm trạng khá nặng nề được biết đây là bài hát mà nam em mới ra mắt sau loạt scandal tình ái ồn ào với trường giang bài hát có ca từ khá buồn lặng như trái tim em đang vụn vỡ mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm mình từng đã trải qua vì đâu vì đâu anh lại buông tay con tim ngày ngày tìm kiếm anh anh đang ngay đây nhưng chẳng chạm được tới, cứ hy vọng, cứ mơ mộng ngóng trông từng ngày vẫn đợi mong. Người đẹp còn tâm sự mừng trước mắt, buồn trong lòng đắng. Ngay sau đoạn video của nam em, rất nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng vào động viên người đẹp và hy vọng cô vui vẻ và hãy vượt qua nỗi buồn. Cũng theo nhiều người, tâm trạng của nam em đang không tốt sau khi những hình ảnh của Trường Giang và Nhã Phương thân mật bên nhau xuất hiện trên truyền thông. Được biết trước đó, người hâm mộ đã bắt gặp Trường Giang và Nhã Phương cùng nhau đi ăn bún riêu sau một loạt tin đồn đã chia tay. Trước thông tin Nhã Phương, Trường Giang tái hợp, Phan Việt phản ứng ra sao? Chiều ngày 3 tháng 5, trên một fanpage về showbiz Việt dâm gian bức ảnh được cho là của Trường Giang và Nhã Phương. Trong ảnh, Trường Giang đang thưởng thức món bún riêu cùng một cô gái có nhiều nét giống Nhã Phương. Qua cách đội nón và kiểu tóc thì nhiều người tin rằng đây là hình ảnh mới nhất của danh hài mười khó. Nhưng việc người phụ nữ đi cùng có đúng là Nhã Phương hay không vẫn là dấu chấm hỏi lớn với cư dân mạng. Trước thông tin Nhã Phương và Trường Giang tái hợp sau khoảng thời gian gặp scandal, cư dân mạng liên tục đưa ra những phản hồi trái chiều. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ việc cặp đôi quay trở lại, thì nhiều người bán tin bán nghi rằng cô gái trong ảnh không phải là Nhã Phương. Tài khoản CN chia sẻ quan điểm ủng hộ cặp đôi tái hợp. Dù thế nào cũng mong anh chị làm lành, miễn là hạnh phúc bên nhau thì sóng gió cỡ nào cũng có thể vượt qua. Còn cư dân mạng có nickname LT lại phản bác, cô gái kia đâu phải là Nhã Phương, Nhã Phương đâu để tóc mái và nhìn kỹ cũng chẳng giống Nhã Phương tí nào. Bên cạnh những ý kiến tranh luận dữ dội về việc cô gái trong ảnh có phải là Nhã Phương hay không, thì một bộ phận không nhỏ cư dân mạng cũng truy lùng quán bún siêu nước tiếng mà Trường Giang chẳng ngại sẽ nhiều người nhận ra để ghé tới thưởng thức. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.